Trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sầu. Bàn tay năm ngón mưa xa dịu anh trong tiếng thờ. Đưa tiễn anh đi vào đời mẹ Việt Nam 12 Đây là một bộ vàng rất là đẹp, cực kỳ sang trọng luôn. Đây, màu trắng như vậy cực kỳ sang, nó có dãy đèn led màu xanh dương phía ngang như vậy. Các anh có thể trưng bày cho phòng khách rất là sang, để cho phòng ngủ cực kỳ đẹp mắt. Model là Sony NAS-D50HD. Chức năng chính của vàng này là HDD 160G, tức là ổ cứng. Nó sử dụng ổ cứng giống như thùng PC vậy đó. 160G mình có thể lưu được tầm trên dưới 80.000 bài nhạc khác nhau. Thỏ thích tha hồ mà các anh lưu trữ nhiều bài hát mình yêu thích. Các anh có thể dùng CD chép qua HDD, dùng USB chép qua HDD để mình lưu giữ những bài hát guồng của mình, để mình nghe dần từ từ. Các anh cứ nghĩ đi, 80.000 bài nhạc, một con số khủng khiếp đúng không? Wow, biết bao giờ mà mình xài hết 80.000 bài nhạc đúng không? Nói chùa tượng thì nó quá lớn, nhưng mà những cái gì mình yêu thích mình cứ thoải mái lưu trữ vào bài hát, những bài hát vào vàng này. Vàng này ngoài chức năng ổ cứng lưu được trên dưới 80.000 bài nhạc ra, thì chức năng phụ là CD hoạt động ok. Không phải chức năng phụ mà là chức năng thứ hai mới đúng, là CD hoạt động ok. Chức năng thứ ba là ngõ AUX hai đầu AV, hai đầu 3.5 ra 3.5, dùng kết nối với điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok. Vàng này tính ra là full chức năng trên vàng nha. Chiều cao của lo là 25cm, chiều ngang của cả bộ vàng là 58cm. Bộ đầu âm ly tương đối khá lớn nên kích thước chiều ngang rất là to hơn những vàng bình thường. Lo zin theo vàng bát lõm như vậy, bát giấy, bát lõm nha, mà anh thấy hình thức lo rất là đẹp đúng không? Quá đẹp, bộ vàng là trưng bày khỏi chơi. Đảm bảo các anh mua vàng này không hối hận, bát rất là sâu và ấm, nghe nhạc vàng lẫn nhạc đen đều gịch hết, rất là hợp gu. Em đã chép một cái đĩa CD của Phương Anh vào ổ cứng rồi, nên chút xíu mình sẽ test nhạc Việt nha. Đơn giản lắm, các anh chỉ cần bỏ đĩa CD vào đây. Sau khi nhận đĩa CD thì mình nhắn chữ HDD Red để mình chép những gì trên CD vào. Bộ vàng đẹp, sang, hay. Mình có thể chỉnh được danh sách bài hát theo ý muốn. Màn hình LED, màn hình hiển thị 4.5 inch, rất là đẹp mắt, màn hình màu. Bây giờ em sẽ nghe bài hành trang giả từ mình chọn đây nhé. Sau khi test chức năng CD xong, em sẽ test chức năng HDD cho các anh tham khảo. Mình đang nghe qua chức năng CD nhé. Đối với những vàng chạy ô cứng á, thì các anh phải cho nó thời gian 5 phút để nó khởi động. Sân chơi có phải đây là giờ ta xa cách? Ai biết hai mình lặng yên cúi đầu chờ câu nói thương yêu. Không ngoài kia trời đông đã lên rồi, bao lớp người đi đầu mây chân gió phai nặng gánh sông hồ. Còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi. Đây gói hành trang xếp lại cho anh đi nhé. Bây giờ mình sẽ lay qua chức năng HDD. Em nhắn vào nha. Bây giờ mình đang chuyển qua chế độ HDD. Cái màn hình này mình có thể để xuống như vậy được. Đây. Và mình bật lên đều được nha. Ở đây nó có ngõ AUX, Audio In để kết nối điện thoại, TV, máy tính. Ngõ USB này dùng để chép nhạc, không nghe bình thường được. Và đây là cái đốc AUX.
hot nhưng mà mình sẽ không xài do nó lâu lắm rồi. Bây giờ mình đang nghe chức năng qua HD đây. Đây quay gần cái mặt dài âm ly cho các anh xem. Quay gần cái mặt lo đó nha. Mình đang nghe chức năng HDD, vậy là CD, HDD tất cả đều hoạt động ok. Mình đang nghe em đang chép đĩa Phương Anh vào đây rồi. Về các anh thích nghe giọng ca nào thì mình cứ chép vào thôi nha. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ diệu. Mặt sau của lo quá đẹp, công suất của lo không thấy ghi trên lo. Lo xin theo vàng. Công suất của âm ly là 48W. Đây là nơi cắm anten AM/FM. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Hàng âm thanh nội địa Nhật sử dụng điện 100V. Các anh lưu ý đừng cắm nhầm 220. Cần mua cục đổi nguồn thì liên hệ với bên em. Các anh nào mua hàng thì IP em nha.